nay em hôm live stream các bác ạ, vì phải lòng cái em này các bác này. Lại phải lòng một chiếc xe Fortuner bản Sportivo nhá, 2014, máy xăng nhưng bản hai cầu này. Đấy, một chiếc xe Fortuner biển thủ đô Hà Nội lốp sơn màu trắng này. Không chỉ hôm nay có lộc mua Fortuner đâu mà đây. Một chiếc xe cũng Fortuner tiếp theo nhưng mà màu đen các bác nhá. Đấy, con này cũng là bản số tự động luôn. À, quay cam soi dõi xem này. Chiếc màu đen này thì là bản một cầu các bác nhá, biển 18A. Đấy, có rất là nhiều củ lạc đi kèm luôn. Nước sơn thì màu đen đẹp nhá, 2012 một cầu, số tự động đẹp đây. Hôm nay về một đôi Fortuner cho các bác nhà mình nhá. Hôm trước em về chỉ có một chiếc 2016 đời cao thôi, nhưng mà rất là nhiều các bác quan tâm. Số tự động của Toyota Fortuner đây. Con này thì tầm 430 thôi. 430 triệu, 2012 số tự động đẹp. Bác nào thích Fortuner màu đen thì hôm nay em Hương mua thêm về được một chiếc xe này nhá. Đấy, lý do mà ngày hôm nay em không livestream ở đây. Ngày mai sẽ lên sóng livestream cho bác nhà mình. Một chiếc xe Fortuner quay buổi tối là em Hương vừa đi mua về nhá. Đấy, biển 18 Nam Định này. 008 80, nước sơn màu đen đẹp, 2012 một cầu các bác nhé. Đăng ký đăng kiểm dài, pha bi cầu, nhân gương đầy đủ rồi. Và về luôn một chiếc xe nữa cũng không kém cạnh đây. Như em này là bản hai cầu luôn. Đó chính là chiếc xe Fortuner 2014 bản Sportivo, nước sơn màu trắng nhé. Em này thì phù hợp với bác nào biển thủ đô Hà Nội hoặc những bác nào mà khu vực Sài Gòn muốn đổi biển này. Tỉnh khác thì thoải mái rồi đúng không ạ? Những tỉnh thành khác quá thoải mái rồi. Riêng Hà Nội và Sài Gòn hay kén biển thôi. Sportivo 2014 giá cũng trên 5 đồng tí tẹo nhé. Đây, em này thì chưa cầm chìa khóa, quên cầm chìa khóa rồi. Pha bi cầu, dàn đèn led xi nhan gương. Bác nào thích Fortuner đặc biệt số tự động, một cầu, hai cầu, đen trắng đều có nhé. Alo cho em Hương ạ, 0354602790 để tư vấn về chiếc xe Fortuner đây ạ.